Rồi, em Di Cá chào tất cả anh em nha. Thì chiều tối hôm nay em sẽ lên một cái clip đồ người lại cho anh em xem và tham khảo ha. Thì đồ người này em giới thiệu luôn, thì tất cả thì em chỉ là bao ship thôi anh em nha. Toàn bộ thì đồ người em không có bao cái gì hết anh em nha. Nói chung là đồ người chỉ có những cái cây này, cái cây mà nó to như thế này thì em sẽ là bán riêng từng cây một. Còn những cái mà nó nhỏ nhỏ là em sẽ bán theo gỗ, theo lô anh em nha. Mỗi một lô nói chung là bú theo bú, loại nào theo loại đó, cũng có nhiều cái em hút xô. Mỗi loại nó một cái và theo rổ, nói chung là anh em thích mã nào thì coi như là alo em mã đó, thì em sẽ quay trên video như thế nào thì em sẽ gửi về y như vậy cho anh em nha. Đặc biệt là em chỉ là bao ship thôi chứ em không có bao cái gì hết anh em ha. Ví dụ như nó bây giờ là một rổ như thế này đây, ví dụ như này một rổ này nó là 150k thì về đến nhà cho anh em chỉ là 150k thôi anh em nha. Toàn bộ luôn là em bao ship hết tất cả cho anh em không còn lo cái vấn đề tiền ship, tại vì nói chung là đồ sắt này nó cũng rất là nặng. Đấy. Bao ship cho anh em nó rất là đơn giản luôn, cho anh em nhìn vô phát biết cái giá trị của nó bao nhiêu. Đó là anh em chốt cho đơn giản luôn. Và mỗi một rổ thì nó sẽ có một cái mã số và một cái giá tiền khác nhau. Thì anh em vui lòng nhìn kỹ cái mã số và cái giá tiền cái rổ của mình chọn, rồi gọi điện thoại trực tiếp vào hai số điện thoại bên dưới phần tiêu đời. Rồi nhân viên sẽ chốt hàng cho anh em theo cái mã số mà em ghi lên trên cái từng rổ anh em nha. Rồi khi chốt xong anh em vui còn lòng cọc trước cho em mỗi đơn hàng 100k anh em nha. Ví dụ như những cái rổ này có 150 thì anh em vui lòng đặt cọc vào chồng đủ luôn cũng được anh em ạ. Cảm ơn nha. Chứ mấy cái này nó giá trị nó thấp á, số ký nó cũng cao lắm anh em nha. 4-5 kg một rổ không phải là ít đâu. Rồi bây giờ em sẽ quay từng lô một, anh em xem được lô nào ủng hộ em ha. Rồi mã đầu tiên. Rồi mã đầu tiên ngày hôm nay là mã 363. Xét đi, đợi cho chắc. Con này hiệu của MR. Nó là 2 cắt gái 1-2-4. Xơi 4. Nặng 6 kg, này là con cắt ống đồng anh em nha. Con cắt ống đồng, cắt ống gì em cắt gì anh em cắt nha. Này thì nó cứng rồi. Anh em giờ nhà vệ sinh lại cái phần này, phần răng của nó. Lưỡi của nó còn ok hết anh em ha. Hình thức thì còn rất gọn, cũng rất là nước sơn, cũng rất là ok luôn. Quay cái này thì hơi cứng thôi. Em mới bạn vô. Mềm mà không cứng đâu anh em nha. Đây, quay vòng vòng luôn đây. Rồi, cha vừa bắt. Con đầu tiên. Mã 363. Con này giá của nó là 300k bao ship anh em ha. Rồi con thứ hai 364. Cái kìm này thì coi như là răng nó còn ok anh em nha. Hãng của MCC. Chơi kiếm còn cái thước đây chú. Cái thước này. Thước kẹp với lại cái thước, thước dài luôn. Thước kéo luôn. Này thì nó hơi cứng anh em nha. Đây. Nó cứng nè. Ấy ra ấy vô nó rất là cứng. Anh em giờ vệ sinh lại nha. Hàng bên em thì em không có vệ sinh bất cứ một cái nào hết anh em ơi. Cho nên là anh em vệ sinh lại nha. Rồi 364 con cây này nó là lưỡi không mẻ anh em nha. Nó 150k luôn anh em ơi. 364 150 luôn. Rồi cái này 365. Cây này nó dài 600 mm. Cái cổ nó cong cong anh em nha. Đây nè, cái cổ nó cong cong cái kiểu gì á. Hàng cũng mờ sơ sơ luôn, ra vô bình thường. Răng cổ thì ok hết. Răng cổ bình thường anh em nha, răng cổ còn rất là chắc cú. Rồi, cây này mờ sơ sơ 600 size 600. Mã 365 200k cây này anh em nha. 365 200 một cây. Dài 60.
Rồi cái này 366. Rồi cục này 300k luôn em nha. Cái này nặng tầm khoảng 4 ký mấy. Đầu vú thì coi như là cái này cán thì nó bị gãy rồi anh em nha. Hai cái đầu này thì ok hết luôn, không bị mớp bị tà. Nói chung là con bú này thì rất là ok luôn. Còn sáng giáo. Rồi 366 cục này coi như là 300k luôn em nha. Bao ship anh em ơi. 366 300. Rồi anh này nặng 5,5 kg anh em ơi. Đây là bú tạ luôn em nha. Con này 367. Nặng 5,5 kg anh em ơi. Nó là 350k, đầu cổ rất là ok anh em nha, hình thức của nó đây. Còn rất cũng rất là mới. Rồi 366. Anh em lưới nha hàng. Đó, hàng bên em nó có 3 cục hàng luôn. 367, hàng bên em thì coi như là em không có vệ sinh, không có dầu mỡ đánh bóng gì đâu anh em nha. Đó. Về sau làm đưa đi y vậy luôn. Mấy cục này mà muốn làm đẹp lên là em nên thay dầu vô một cái là nó sáng rực. Em không có làm anh em nha. Đó. 367 cục này 350k luôn. Đừng đi. Không cần đâu chú. Rồi 368 cái này cũng là cắt ống đồng luôn em ơi. Cắt ống đồng. Đó. Quay ra vô bình thường. Răng này hơi mẻ tí xíu anh em nha. Có một cái hơi mẻ nè. Một cái mỉa, một cái hai cái. Cái răng đầu nó mỉa. Rồi mấy cái răng này thì không ok hết. Hàng của Cactus anh em nha. Đây. Hàng Cactus. 368 200k. Đúng mức. Kiếm được cái thiết kẹo. 368 cục này 200k anh em nha. Con này cũng cắt ra vô bình thường anh em ơi. Rồi 368 200. Rồi cái này 369 200 luôn. Rồi cái cục này thì nó cái đầu nó hơi xấu anh em nha. Đây cái đầu nó hơi mẻ mẻ lõm á. Rồi có chữ đóng. Đầu hơi xấu thôi. Lõm thôi. Mặt này quấn còn ok anh em nha, hai mặt tiền. Hai mặt hậu. Rồi 368 200k cục này luôn. Ồ 369 chứ. 369 200 anh em nha. Con này 370. Rồi 370 cục này nặng 4 kg luôn, 250k luôn. Cái đầu này thì ok hết hai bên luôn anh em nha. Đây. Hiệu của thằng IMS. IMS da băng. 370 250 anh em ơi. Cục này. Nặng 4 kg anh em ơi, 370 250k. Rồi 371. 371 mấy cái bú này thì coi như là anh em gỡ giờ lỡ mà gãy cán thì anh em tra cán là giúp em nha. Tại này thì coi như cái cán này gỡ đi rất là dễ gãy á. Em bao cái bú còn cái cán này em nói chung là em cũng cố gắng em bó giờ cho anh em. Lỡ nó gãy cán thì anh em tra lại giúp em nha. Coi như là em bán cái bú không có cán đâu anh em ơi. Rồi 371 200k. Con này đầu nó hơi xấu anh em nha, cái đầu này thì hơi xấu, còn đầu này thì nó mớp miếng ở đây. Ủa, đầu này ok nè. Rồi 371 200 luôn. Rồi 372 200k luôn. Thì con này nó hơi cũ thôi nhưng mà đầu của ok hết anh em ơi, hai đầu luôn. Rồi 372 200k. Con này luôn. Bú này nặng tầm 3 kg mấy anh em nha, 3 kg rưỡi 4 kg vậy. Quên mất. Rồi 373, một con này hiệu của Victor. Mi Pro Mantis Mini gì đây. Size 600 luôn em nha. Con này size 600 luôn.
rồi không gãy không bể gì hết. Con này size 600, hiệu con tôm 3,5 kg. Rồi cục này 373 200k luôn. Rồi 374, cái này cũng cắt ống đồng luôn. Con này sơi mờ sơi, hiệu sơi mờ sơi Marin Coxo da băng. Rồi 374, cục này 200k luôn. Cũng là một con cắt ống luôn anh em ơi. Đây cái lưỡi của nó đây anh em ơi. Đây là hai cái bánh lăn. Đắt rồi. Rồi 374, cục này 200k luôn. Rồi 375. Hai cây xà beng này coi như là 200k anh em ơi. Một cây dài 60. Một cây dài 90. Hai cây anh em nha. Đầu cổ thì ok đây. Cái này nó bị mất hết một miếng cái đầu ngắn đầu dài đi anh em nha. Đây là còn đầu ngắn đầu dài đây. Cây nhỏ này thì ok nè. Cây nhỏ là cây xà gù. Đóng đinh được luôn. Rồi 375, cặp này 200k luôn em nha. Một cặp 375 200. Con này là con cút chim 376 150 luôn. Cút chim 376, cục này 150 anh em, giờ tra cái cán vô anh em ơi. 376 150k. 376 150. Rồi 377. Cái này hàng Mitsubishi. Cái này size 60, 600 chứ, size 600. Dài 60. 60 cm. Răng cổ thì ok anh em nha. Còn cái này thì nó ra vô bình thường. Giờ cho chút xíu dầu mỡ vô nữa là ok anh em nha. Size dài 60. Rồi nó là 250k bao ship anh em nha. Bao ship bao sống luôn. Rồi 377 250k luôn. Này 378 là một cặp kéo cắt cành. Cắt cành cây, cái này thì lưỡi có một cái thì nó hơi mẻ, nó bị mẻ hai miếng ở đây anh em, giờ mài lại nha anh em ơi. Một cái hai cái đây. Còn rất là siết. Gỗ thì còn rất mới anh em nha. Còn cái này thì nó bị gãy một miếng trong này. Ở ngoài thì rất là bén luôn anh em nha. Cái này thì không cần phải mài luôn. Này rất là bén. Gỗ còn tốt. Rồi 378 150k ba ship anh em ơi. Rồi con này như nó là 30 tấn hay sao anh em nha. Đó. Này nó nặng mười mấy ký á. Bơm không lên anh em ơi. Rồi con này thì anh em nào biết dọn thì lấy về anh em nha. Con này nó nặng nó 16 kg. Rồi 379 750 luôn. Cái này thì nó bơm không lên anh em nha. Cái này này anh em nào biết dọn thì anh em lấy về dọn nha. Anh em không biết dọn lên nè. Thì không lên đấy. Lên giúp. Lấy hồi tí xíu nữa nó mới lên. Rồi, lỡ lên giá rồi bán giá cũ luôn em nha. Nãy em bơm nó không lên. Đó, bây giờ nó lên rồi. Vẫn bán giá cũ luôn em ơi. Đó, lên đó. Này anh em chỉ còn nói chung là cái này nó bị lỏng cái ốc này nè. Anh em giờ kiếm cái nắp cao su cái dưới mỡ của nó cái là bỏ vô cái là thay nhớt lại lên nè. Lên đường khúc rồi nè. Đấy. Rồi 379 cục này 750 luôn em ơi. Này hình như là nó là 30 tấn á. Nó là 30 tấn, 379 750.
hàng này, còn con này là con da băng luôn, hàng của Omasaka. Con này là 15 tấn anh em nha. Con này 15 tấn và nó là sẽ nó không có bị, nó không có cái vú mỡ ở đây. Bơm nó không lên đâu anh em nha, không có vú mỡ. Để thấy nó không nhích lên nè. Lên mà lên ít lắm anh em nha. Nói chung là lên ít lắm. Mấy con này thì anh em biết dọn thì lấy anh em nha, anh em không biết dọn đừng lấy anh em ơi. Rồi 380 cục này 400k luôn anh em nha, 380 400. Đó là 380 400k. Rồi 381 cục này nó là 550 luôn. Mấy con này nó nặng lắm anh em ơi, con này nó nặng tầm 10 kg anh em nha. Bơm lên nè. Lên nhưng mà lên rất là chậm anh em nha. Cái này thì anh em bây giờ tháo ra vệ sinh lại dầu mỡ vô. Đó, nó lên anh em nha, lên mà lên chậm lắm. Rồi 381 550 cục này luôn anh em nha. 381 550 luôn. Rồi 382 150 luôn. Cái này dặn là cứng nè. À. Dặn là cứng. Dặn tay dặn không nổi đâu anh em nha. Cái này anh em giờ cũng dọn luôn. Đó, dặn tay dặn không nổi. Con này là cũng đội đỡ. Rồi 382 cục này 150k luôn anh em nha. 150. Anh em về dọn luôn nha. Rồi hết hàng rồi chú. Hết rồi. Còn nữa không? Anh em mình chỉ còn. Hết chưa? Rồi bây giờ qua hàng đây là một cây búa đóng đinh, nhổ đinh ok luôn em nha. Cây thứ hai ok luôn. Đây là cây sạc phù, nhổ đinh đóng đinh. Đây là cây búa đóng đinh ok nè. Cây này hơi tà cái đầu thôi nhưng mà cái đầu nó còn láng anh em ha. Rồi nói chung là cây này nữa 246 cây. Cái này cây cuốc. Rồi 383, 6 cây này 250k anh em nha. 1 2 3 4 5 6 cây, 6 cây 250 bao xíu anh em nha. 383 250k. Rồi 384, này là 200k luôn. 5 cây. Một cây bú bi, cây này thì ok rồi nè. Còn cây này thì bú gỗ. Cây này để hành xử án thôi anh em ha. Bú gỗ. Còn anh này thì hãng của nó là ok. Đầu thì đầu nhọn. Cây này thì cây size 300. Để số 300 đây anh em ha. Còn cái này thì nó sao nó cong cong hiệu hiệu đây. Đầu này thì được, còn đầu này thì tà anh em nha. Hình như này là để đóng xuống hay sao á. Nên đầu này nó bị tà. Còn đầu này thì còn ok nè. Rồi 1 2 3 4 5, 5 cục. Là nó là 384 200k 5 cục này nữa nha. 384 200. Rồi cái này 385. 246 cây luôn anh em nha. 385. 6 cây 200k. Cái này thì ok nè, đầu cổ được. Cái này thì mất miếng anh em nha. Còn đầu này ok nè. Anh này thì cũng ok luôn. Cái này thì hơi tà anh em ha. Cái này thì đầu để tà nè. Đây là cây sà cừ 300. Còn cái này cây uống sắt cái sao á. Uống này cây uống 13 anh em nha, cây bỉ 13. Cây bỉ 13. Nó có số 13 đây anh em ạ. Rồi lô này mã 385 200k một lô luôn anh em ạ. Rồi 386 là 200k. 1 2 3 4 5 6. Rồi em bỏ bú xua cào luôn anh em nha. Một cây siro. Một cây mờ lết.
200. Cái này thì vợ xin lại anh em nha. Đó. Cái này thì bú này ok rồi. Anh này cũng vậy luôn, ok luôn. Còn con này thì có đầu nối luôn. Cán sắt đầu nối luôn em nha. Nên lô này nặng lắm anh em ạ. Còn cái này là cái cạp gì á. Nó cũng mỉa rồi anh em giờ mài lại nha. Đây, cái cạp gì á. Nhô đinh luôn. Nhô đinh không? Ồ cây 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 nhô đinh. Ờ cái cạp đó nó đinh với cái đứng đó. Nó kẹp rồi nó rèm đúng rồi. Rồi cây cây gì em không biết đâu anh em nha. Đó nó bị mẹ mẹ cái răng. Đinh đinh đó. Giờ ngồi hai ông kêu ông cây hàng kẹp hàng ông kêu nhổ đinh 386 200k nên không làm được biết để cho anh em nào biết cây đó là cây đó sử dụng cái gì coi như comment phía bên dưới làm sáng mắt hai đại ca này nha. Bao nhiêu em? 387. Dạ. Rồi 387 200k. Một con búa rất là chi là dễ thương anh em ơi. Một cây xà ben. À quên. Cái đục. Độc lát liệu luôn à. Rồi mở lớp này nói chung là nó hiệu vô tôm. Ra vô được tí xíu anh em nha. Nói chung là còn mới đầu không rưa. Đây là cây búa. Anh này cũng nhỏ nhỏ dễ thương luôn. Đục luôn. Còn đây là cây cửa sắt. Rồi 2 4 6 4 200k anh em nha. Đó, 6 cây 200k. Rồi 388 200k luôn, 1 2 3 4 cây. Lô này nó hơi nặng anh em nha. Có cây này thì nó đã nặng rồi nè. Đó. Cây này một ký mấy. Thêm một cây rìu này nữa coi như là ở dưới thì còn ok nè. Ở trên này cái đầu này nó tà. Cái đầu này tà anh em nha. Cái đầu này thì tà. Rồi một cây xà beng. Cái đục với lại một cây búa nhỏ này nữa. Rồi 388 200k. 1 2 3 4 cây anh em nha, 4 cây 200k. Mấy cái này nặng lắm anh em ơi. Lô này hơi nặng. Cho nên nó chỉ có được 44 thôi. Anh này là nặng 2 ký rưỡi rồi nè. Rồi 389 200k luôn, anh này là nặng 2 ký rưỡi rồi anh em ơi. Đó. Bú gì á, đó. Đói giờ mới thấy nè. Một cây. Cây này cây thứ hai, cây này ok luôn em nha. Rồi cây này cũng cái đầu nó một đầu này thì được nè, còn đầu này thì nó em thấy nó cũng không có ok mấy đâu anh em ơi. Còn chỉ là hai cây đục. Hai cây đục tay anh em ơi. Rồi. Mã này 389 200k luôn. 389 200. Rồi cái này 390. Ba cây búa nhỏ thì ok anh em nha. Ba cây này thì rất là ok luôn. Đầu cổ này. Một cây. Đây cây búa bi. Cây này nó cũng hơi xấu cũng không ok lắm. Hai cây. Cây này thì đúng đỡ chữ ok luôn. Đây là nó đợi ô chơi ok với em không ép nó đâu anh em ơi. Quá đẹp. Còn cây này là xấu nè. Cây này thì nó đợi như thế này nó đục xuống nó đập xuống hay sao á, nên một cái đầu này nó bị tà rồi anh em ơi. Rồi 4 cục sắt anh em ha. Rồi 390, 4 cục sắt này coi như là nó là 200k anh em nha, 4 cục. Rồi 391 là 2 cây, một cây nhỏ một cây sago. Cái cây này cây xà beng. Xà beng nhổ đinh. Còn cây này hiệu của MCC. Này hình như cắt cái gì á, cáp hay sao á, nó bị mỉa miếng răng ở đây hay là nó như thế em cũng không biết đâu anh em nha. Này em thấy nó bị lỗ hết một miếng răng ở đây. Bị mỉa đó anh em nha. Đây, bị mỉa miếng răng ở đây. Rồi anh em nào giờ xử lý được thì coi như là lấy cái này anh em ơi. Rồi 391 150k 2 cây luôn. 391 150 2 cây. Rồi con này 392 250.
rồi 3.2 250 mcc tu. Hai cây này thì nước sơn thì còn ok luôn em nha. Một cây cây này nó là size 300, còn cây này thì size 350. Hàng mắc định gia băng mcc. Rồi hai cây này mã 392 250 em nha. 392 250 luôn. Rồi 393. Cây này thì coi như là size 450. Đó. Này thì nó không đẹp bằng hai cây trước. Giá thì bình ngang nhau. Nhưng mà hai cây này to hơn, nó không đẹp bằng hai cây trước anh em ơi. Rồi cây này size 300. Không thấy số thì đo. 350. Đúng không? 350 anh em ơi. Này cây 450, cây 350. Rồi 393 250 luôn. Rồi 394. Rồi 250 luôn, hai cây luôn. Cây này cũng là mcc, cây này size 450 anh em nha. Răng cụ thì ok hết luôn. Nói chung là mấy cái này thì em mới xả mấy cái bao đồ người mới xả ngày hôm qua, sáng hôm qua. Nên em lụm mấy cây này thì hình thức nó cũng còn ok lắm anh em nha. Nói chung là lựa khách lẻ, lựa tại chỗ thì cũng không có lựa hết được á. Mới cái hai ngày thì chưa lựa hết được, đợi chừng tuần lễ là coi như là còn mấy cái hàng xấu. Rồi 394 250 luôn. 394 250k luôn. Rồi 395. 395 200k, nó là một con cút chim. Con này cút chim loại nhỏ nữa, con này nó chỉ xài nó chỉ 36 năm thôi. Còn cái này thì cây này cây khều. Cán nó to cỡ này luôn em nha, cây khều. Rồi 395. 200k hai cây này nha. 395 200k. Rồi 396. Nó là 200k một cây bú bi. Đầu hơi xấu anh em nha. Con này đầu hơi xấu. Rồi ba cây sà gồ. Đây 360, cây này 360. Hai cây này ngang nhau. Hai cây này ngang nhau, còn cây này cây 300. Rồi hai cây búa. Rồi 396 200k luôn em nha, 396 200k luôn. Rồi này 397. Này 34 anh em ơi, một cây sà gồ, cây sà beng. Sà beng này thì ok luôn nè, còn mới anh em ơi. Một cây, hai cây, ba cây. Rồi 397, ba cái này thì nó là con của thằng HIT. Thằng HIT. Đó. Ra vô bình thường răng cụ thì ok luôn anh em nha. Rồi 397 coi như là cục này ba cây này 250 luôn em nha. 397 ba cây 250 luôn. Rồi 398. Cái này top 35. Rồi, hàng top anh em nha. Cây này top 35. Ok hết luôn, đầu cổ nó ok luôn anh em nha. Dạng kêu cốc cốc luôn, còn cây này còn rất là mới luôn. Một cây top. Còn cây này cây top thứ hai. Cứng anh em nha, cây top thứ hai cứng, giờ vừa xin lại nha. Cây này cây 35, còn cây này cây 27 22. Cái này 27 22, còn cái cây này thì cây 24 là 20. Thấy số 24 luôn anh em nha. Này hàng của NGK. Hàng 4 thôi, một đầu à, lật qua lật lại anh em nha. Đầu 24. Cái này 22, 27. Cây này 35, rồi ba cây là 300k anh em nha. Mã 398. Ba cây này 300. Rồi ba lô này 399. Cú xua đủ kích
kính thường các loại anh em ạ. Đây, vừa luôn. Hồi nãy lượm em bỏ vô mà coi như một cây này cần cần siết. Đó, lắc lắc léo anh em nha, lắc léo, léo qua léo lại. Cái con này là 26. Cái đầu tiếp 26. Còn cái đầu này đầu 3/4. Mà cái đầu này thì nhét đầu 3/4 rồi mà bên em thấy nó trồng trình huyết xài cái kiểu gì nữa. Thấy em nói chung là thấy em lụm bỏ vô anh em ơi. Nên là này này 19. 19 25. Đầu 25.4 trừ 19. 25.4 trừ 19. Rồi 4 cây tô bít nữa anh em nha. 1 2 đầu 3 cây tô bít à. 2 cây dẹp. 2 cây này như nhau. 2 cây tô bít dẹp. Đây cái vít ba kê, mất cái đầu sao đấy. Vít ba kê. Còn ngay cái cây dặn bu lông. Đầu 3/8 sao, nhỏ xíu à. Còn anh này thì anh búa rất chi là cầu kỳ. Như lây xuống dưới đây là nó hàng vô khúc này nữa chứ không phải là thiết kế nó vậy đâu anh em nha. Đây là thiết kế độ thôi. Cây búa đây từ đây xuống tới đây thôi. Đó, anh thấy dấu hàng nè. Còn đây là cây Mlet M sơi sơi 450. Răng cổ thì ok tuyệt đối anh em ơi. Răng hơi vàng. Rồi nó là nguyên cả lô. Rồi 399, lô này nó là 400k anh em nha. 2 4 6 8 4 8 4 400. M sơi sơi. Rồi mã 400. Giá của nó là 150k luôn. Thì cây này thì nó bị gãy hai cái đuôi, phần đuôi là sao á, hay là thiết kế nó như thế này em thấy nó cái đồ gãy của nó sao ngang nhau dữ đi. 350 mm. Rồi em đo cái này đúng là 360 luôn. Thì nó không có gãy đâu anh em ơi. Cái này là để 350 mà đo ra là đúng 360. Rồi 2 cây. Cây này thì ok nè, răng cụ coi như là không có mẻ anh em nha. Đó, ra vô thì bình thường, hàng của hit. Còn anh này thì cứng ngắc. Đó, vẫn ra vô được. Nhưng mà cái này anh em chỉnh lại, cái miệng nó hơi hở nè. Này 450. Đúng luôn, 470. Rồi 400. 150 hai cây anh em nha. Hai cây này 150k. Rồi cái này 401. 300k là một con dao coi như là chặt rừng. Cán lỏng rồi anh em ơi, cán này giờ có như không. Một cây. Nguyên một đám luôn. Cây này là cây Mlet cứng rồi anh em nha. Cây này nó có size 200 thôi. Rồi xin lại anh em ơi, cái đầu của không có bị rơ. Rồi xin lại cây Mlet này là cây thứ hai. Đây là cây xà beng. À quên, cây đục. Cái đục có kêu xà beng hoài ta. Cây kéo. Giờ chỉ anh em nha. Kéo giờ chỉ. Quá. Này cây khó lắc tự động. Vẫn còn xài tốt anh em nha. Cái này thì nó là 19. Còn đầu này đầu 21 sao á, đúng rồi, chính xác. Rồi, vẫn còn ok luôn. Ok, xài tốt anh em nha. Còn cái này thì bum bum. Chút xíu à. Còn này thì khó tự động là quên cái cần tự động sao á. Này, lắc qua lắc lại được luôn anh em ơi. Đó. Này thì đủ khó, hàng của top. Này dặn cũng được, này dặn cũng được. Qua này. Này. Rồi một cây M sơ sơi. Cái này size 250 thôi. Rồi ra vô bình thường anh em ơi. Nói chung là cho nó chút xíu dầu mỡ vô nữa là cho nó chạy cho nó nhanh anh em ơi. Này nó chạy coi như là không có một cái tốc độ nào hết. Cũng hơi cứng cứng anh em ơi.
Rồi 401 lô này 300k anh em nha. 401 24 68 84 300k anh em nha. Rồi 602. À quên, 402 bị 6 luôn rồi. 402, cái này thì nó là sao có cái bố này chú? 2464 anh em nha, 200k luôn. Không, lô này lộn rồi. Rồi, đó là hình như là lô này nó đánh bị lộn rồi nè. Đây là một cây búa anh em nha, còn cây đây là cây uống sắt. Hai cây. Đây là mũi đục 17 ly. 17 21 17 17. Rồi. 402 200k anh em nha, 402 200. Rồi 403, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 7 cây. 6 cây đục, một cây đóng đinh, 7 cây, 73 21 chưa được 30.000 cây luôn anh em nha. 6 403 200k. Nhộn dẹp. Đó, rồi 403 200. Rồi 404. Cái này thì toàn bộ là mũi. Cái này là ba cái mũi phon đục anh em nha, ba cái mũi phon đục dành cho mấy con BR 17, à quên, BR 38 25. Ba cái. Còn này là đục 17 ly. Bốn dài 40. Dài 40. Còn này mũi gì á? Mũi gì đây anh em nha? Đây nè. Hai này hai anh mũi phong sắt. Phong sắt bê tông gì mũi nhỏ anh em ơi. Rồi 2 4 6 7. 7 cây. 300k anh em nha. 7 cây 300. Rồi 405. 1 2 3 4 5 6. 6 em này 200k anh em nha. Cái này là mũi gì đây nè. Nhưng mà giờ là mũi đục luôn. 1 2 mũi dẹp. 3 cây mũi dẹp, 3 cây mũi nhọn. 3 dẹp 3 nhọn. Rồi 405. 200k 3 cây, 6 cây đó. Rồi cái này là 406. Cái đây hàng của thằng Boss anh em nha. Đây. Boss Get Nami. Này thì nó còn đủ bốn cái, hai đầu hợp kim này, hai đầu hợp kim bên này là bốn cái hợp kim còn đủ anh em nha. Hàng này hàng của Boss. Này của Makita. Mấy đợt trước là nói chung là đồ người em biết, khi em đọc cái em nhìn cái mã số của nó lắm. Rồi có bữa ông anh trong comment ông chỉ bây giờ là cho nên nay mới đọc á. Hai cây. Rồi hai cây đục 17 luôn. Hai đục 17 là 4. Rồi 406 300k, 4 cây này anh em nha. 406 300. Rồi 407 246 8 cây mũi đục luôn anh em ơi. 8 cây mũi đục. 3 cây dẹp. 3 cây dẹp cũng như là nhọn hết. 3 dẹp 2 4 5 là 8 cây 200k luôn anh em nha. 407 200k luôn. Rồi 408 200k luôn, là một cây là ok luôn anh em nha. Cây này thì cũng được luôn, ok luôn. Nói chung là lô 4 này, 4 cây này thì ok hết. Cây này thì nó có một cây đầu nhọn. Đóng đinh. Rồi 408 200k 1234 4 cây luôn anh em nha. 2 4 cây. 408 200. Rồi 409 250 1 2 3 4 5.
rồi 5 cây, 26 cây. Nó là 3 cây 200, 3 cây size 200. 4 cây. 4 cây size 200, 1 cây size 250, 1 cây size 300. Cây này 300 thì ra vô được tí xíu anh em ha. Dầu mở vô lại anh em ha. Cây này thì ok nè. Cũng ra vô được tí xíu thôi. Hơi nặng. Đây hàng hít. Tốt. Này vệ sinh lại anh em nha. 6 cây. Này ra vô được. Rồi 6 cây mã 409 250, 6 cây mã lớn anh em ha. 409 250k luôn. Rồi cái này 410, nó là 200k, 1 2 3 4 5 5 cây 200. 5 cây búa. 2 3 cây này giống nhau. 3 cây này đầu cổ ok anh em ạ. Cây này nó hơi lắc lắc tí xíu nghe nè. Rồi 3 cây. Cây này thì cây nhũ đinh, đóng đinh. Còn cây này thì cây bầu. Rồi 410, 200k, 1 2 3 4 5 luôn anh em ạ. Bây giờ em bán đồ người là búa là bán đắt nhất. Búa là mũi đục. Là lên video nào là búa là mũi đục là đi nhanh nhất. Còn nhiều quá hết. Búa là mũi đục, cho nên là đa số là em lựa búa là mũi đục là nhiều. Chứ còn rất là nhiều mặt hàng luôn. Nhưng mà em không biết lựa, không biết là anh em xài cái gì. Mà em thì em bán theo lô, em không bán từng cái. Cho nên em hút xô luôn. Rồi 411 200k 5 cây này anh em ạ. Cây này bao nặng bao to luôn. Đây búp bi. Ok. Rồi 1 2 3 cây này cũng ok luôn. Đó, lô này đẹp anh em ạ. Rồi 411 200 luôn. Rồi 412. Cây này nhìn chắc lừ luôn anh em nha. 412 250 cây này thì nó là size 450. Hàng của Lotter con tôm. Đó, cây này chắc lừ luôn anh em ạ. Còn cây này thì coi như là bạc nhược tí xíu anh em ạ. Cây này giờ vô sinh lại nha. Đó. Rồi 2 cây. Cây này size cây này hàng hit size 350. Cây này 450 rồi 412 250 2 cây luôn. Rồi, cây này 413. Rồi khó từ lớn đến nhỏ anh em nha. Khó từ lớn đến nhỏ. Anh em mua giờ nguyên bộ giờ dặn này bán theo lô không đọc được anh em nha, đa số là 17, 14, 19, 21, 20, 30. 14, 17, 19, 21, 30, 27, 24. Không có 13 đâu. À, có 13 luôn. 19, 19, 17, 22, 23. 14, 12, nói chung là đầy đủ nha. 2 5 10 2 4 6 18 20 cây anh em nha, 20 cây. 150 anh em ơi, bao ship anh em ơi, 20 cây 150. 43. Đó, 414. Rồi cái nó cũng vậy luôn anh em nha, 32 là to lắm anh nè. 36 luôn, ba này cái này có 2 cây 36, này 41. Thì có những cái cây to thì nó sẽ là ít cái số lượng lại anh em ơi. Nói chung là 2 4 6 8 10 12 14 16 18 cây đó. Lô này 18 cây anh em nha. Tất cả là 18 món. 14 17 19 21 414 150k luôn anh em nha. 414 150 luôn. Rồi 415 250 luôn. Mũi này. Mũi 22. Đây thấy nó đợi số 22 đây anh em ạ. Để thứ đầu ta. Thứ này nó nhìn kiểu gì ta? Mũi 17 á, đầu 17 mà. 17 anh em nha. Hôm nay nó đợi 22 gì đây. Để thua. Hợp kim ok anh em nha. Đây hợp kim còn.
Đó, đây là cái đục như cái xẻng á. Rồi 1 2 3 4 5, 5 cây. Này là con mũi con đục. Rồi 415. 250k, 2 4 5 5 cây. 415, 250. Rồi 416, nó là 150 luôn, lô này bao la bác nhé. Một cây đuôi chuột, một cây super. Hai cây. Đầy đủ anh em ơi. Đầy đủ thông số. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 cây anh em nha. Lô này 26 cây. Rồi 416, 150 luôn. Rồi cái này 417 cũng là 150 luôn anh nha. 417, 150 luôn. Đầy đủ. Một cây, hai cây khói dòng. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. 22 24 26 cây em nha, to nhỏ. 417, 150k luôn. Rồi 418. Đầy đủ luôn. Nói chung là nó nhỏ thì nó sẽ ra được nhiều cây thôi. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29 cây anh em ơi. Làm lô 150k bao ship giờ dặn thiên thu luôn em ơi. Đem vô rẫy coi như là đổi nguyên lô coi như. Rồi bỏ đồ ra một chút. Cái lô này thì em không có, lô này thì nhân viên em lựa ra xong em thấy nó màu trắng trắng như đây coi như là nguyên một đống này luôn anh em nha. Thì coi như là bao nhiêu rồi? 419. Rồi 419. Rồi em bỏ vô tầng 4, tầng 4 anh em coi nha. Có cả luôn cái đầu mở máy mài luôn. Một cái đây lưỡi cưa là 2, còn đây là cưa tay 3, đây là cái khó 4 5, này 24 22. Còn này cái kìm bấm gì vậy? Chút dây điện hay sao á? Bị mất cái cao su rồi anh em ha. 2 4 5 điểm đúng. 6. Còn này khu bia anh em nha. Này khu bia. 7. Này 24 24. 19 17. 9. Rồi hai cái kìm kẹp. 11. Còn cái cây này cây gì đây? Trời ơi, trời. Sáng gió nhìn nó đẹp lắm anh em ơi. Rồi cây này thì cây tô vít. Này mở bô ri bô tô vít luôn. Còn cái này thì dạng lục giác. Cái này cây tôi dạng lục giác đây nha. 50mm da băng. Này 11 xẹt 16, 6 xẹt 8. Rồi cái này cái vít ba ke. Này cái cùm lựa ra một rổ coi như là màu sáng sáng trắng trắng này, coi như là bỏ anh kiếm còn bán luôn rồi này mà. Này cái cùm này vít ba ke cũng là rất là nhiều món. Này là đầu tiếp nối, cái đầu nối đây đấy, nó đây đầu nối. Rồi bỏ vô đây, đây ok anh em nha. Ừ.
rồi, cái này xài ok luôn nha. Cái đầu này đầu 3/8 hay sao không? Là xíu anh em à. Lại thêm cục này nữa. Rồi cái này anh em ôn lại tuổi thơ anh em ạ. Này. Cái con tay. Anh nó bị chặt hết một khớp trong đây, anh em tháo cái này ra chỉnh lại anh em ạ. Tháo ra nó bị bốn chấu nhưng mà nó bị chặt hết chấu trong đây nè. Còn rất là mới luôn. Này là cái con tay. Rồi đây dao cắt thịt bò. Anh này anh đầu nhỏ này, anh này đầu đầu chút xíu luôn em à. Đây, đầu con chút xíu có luôn. Này một xíu là cứng rồi nè. Đầu này đầu nối nè. Rồi cái kéo màu hường luôn. Lại mấy cái đầu này là cái đầu này là cái không giấu gì á. Cái khó này thì rất là mới này mà tốt. Đây là cái đầu nối như nãy kìm Toyota Yaman 2 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Này cái con dao gì đây? Này là cái đục miếng nhựa gì đây? Cục này 20 22. Này dặn ốc 8, 9. Này bộ dao giấy này mà dao giấy vít ba kê đầu này 6. Yeah. 2 4 không còn nhiêu món là chú 82 82 món hả. Rồi cây thước này cũng ok luôn em nha, 5,5 m. Giữ được anh em ạ. Này nó không có giữ được nè. Rồi 419 80 mấy món anh em nha. Tổng cộng lớn nhỏ 80 mấy món á. Rồi 419 nguyên rổ này 500k anh em nha. Nguyên một rổ 500. Nãy giờ em quay từng món anh em xem thử anh em ạ. Rổ này sáng rực luôn. Bổ gì vậy? 420. Rồi 3 cây này 150 luôn em nha. 420 3 cây 150 luôn. Rồi. Cái này 19 17 21 23. Rồi 19 17 21 23. Cái này 14 21 17 19. Cái này 14 17 19 21. Rồi 3 cây 150 luôn đây nha, 420 150 luôn. Rồi 421. Rồi nguyên một lô đây 200k anh em ơi. 2 4 61. Thì cái này là cái cùm này thì nó bị mất cái đầu cùm rồi anh em ơi. Đây. Nó bỏng vô. Cái này size 75. Size 75 một cái. Còn cái này là cái cưa tay. Cưa gỗ anh em ơi. Anh này thì anh búa. Này cũng là cây cưa gỗ luôn. Rồi. Lô này ngon lắm anh em nha. Lô này thì ok nè. 200 nè.
Cái cụm này là cái cây cưa này không là nó đủ tiền rồi anh em nha. Còn bốn mũ mày keo lót này thì cứng nè. Đây là cưa sắt anh em nha, còn rất là mới luôn. 421 200k lô này luôn em nha, 421 200 luôn. Rồi 422 200k lô này luôn. Thì nó là hai cây búa thôi, trong hơn búa to lắm em nha. Con này nặng còn 2,5 kg, con này 2 kg nữa anh em ạ. Cái đầu con này thì đầu này ok, còn đầu này nó hơi xấu anh em ạ. Đầu thì ok nè, cây này thì ok hết hai đầu. Lỡ miếng cái này thôi. Rồi 422 200k luôn. Rồi 423. Cái này thì 150k anh em nha. Cây này 2 cây lớn nè. Này nó là 23, 21. À, 17, 19, 21, 23. Cái này cũng 17, 19, 21, 23. Đó. Rồi 423. 150k 2 cây luôn. Rồi 424 250. Nguyên một lô đây có cái kéo anh em ạ. Một. Đây là cưa mũi khoan gỗ. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 12 cây. 12 cây với lại cái kéo này coi như là nó hơi mẻ mẻ, nó mẻ anh em nha. Đó, anh em giờ dọn lại cây này. Cây này size nó 450, nó mẻ mẻ cái lưỡi anh em ơi. Mẻ cái chính giữa. Rồi 424 250 lô này luôn anh em ơi, nguyên cả lô luôn. 424 250k. Rồi 425 hai cây này 100k luôn anh em nha. Cây này nó bị mẻ một đầu rồi nè. Hai cây này 100. Đó, đợi chữ China đây nữa chả biết luôn. Hàng của Trung Xuất hay là coi như là như thế nào. 17 19 21 23. Rồi. Cây này thì ok anh em ha. Cây này 14 17 19 21. Cây này cây nhỏ, 14 17 19 21. Rồi 425. Cây này cặp này nó là 100k luôn. Rồi 426, cái thùng này nó là cái thùng này anh em nhờ, nó có đủ tay cài luôn em nha. Nó bị mốc mớp này vẫn cài được luôn nè, lắc cài vậy. Đây rồi, một cây này là cây 17 21, nó hơi rơi tí xíu anh em nha. Vẫn cứng được nhưng mà coi như là vẫn dặn bình thường nhưng mà nó hơi rơi, trải ngược trở lại nó hơi rơi tí xíu anh em ơi. Một cây nè, đây là một cây kéo. Hai cây. 3 cây. Còn cái này là cây cạp. Hơi cứng anh em ơi, giờ vệ sinh lại nha. Cây này là cây cạp. 4 cây. Anh này anh size M sơ sơ 250. Răng cổ ok luôn. 5 cây. Này cây kéo cắt. Cắt sắt nhỏ mờ sơ sơ phải không? Không phải, không thấy tem luôn. Rồi 6. Đây là anh kìm dịch mai đình gia bằng kìm mỏ dịch. Còn cái này là cây kìm mờ xin lại nè, căng cổ thì còn ok luôn á. Mờ xin lại anh mũi đục. Đây cây mới lớp 300. Mở xin lại luôn.
là vô được tí xíu, mọi lớp 300. Còn cái đây là cây vít, ba vít dẹp, vít dẹp. Còn cây đây cây xà, xà gồ đúng đinh. Nãy giờ bao nhiêu món chú? Rồi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 món. 13 món anh em nha, còn cái thùng nữa là 14. 14 món. Rồi, 426. Thùng này coi như là 400k anh em nha, 426. 400. Rồi ok. 66 thì vẫn đựng được anh em ạ. 426 10 400. Bốn hai bảy thùng này là nó là 900k. Từ nhìn bề ngoài rất là ok anh em nha, này dỡ ra cái hết hùng luôn, hàng của AC. Nói chung là cái này thì đây, mấy cái này là mấy cái ngăn, cái này thì nó đổi nó ngăn lại, ngăn lại mấy cái này. Cái này thì nó bên này nó bị mớp nên bị cong cong chỗ này, anh em giờ dọn lại sửa lại chỗ này nhé. Đây là còn đây. Rồi, đồ của nó đây là một, cái này là một cái con cưa tay đây. Cứng ngắt cái này mà. Rồi, một cây. Đây là Niken. Đây quấn kiểm của thợ hồ anh em nha. 3 cây. Rồi 4 cây. Mà lớp này hơi cứng nè. Đầu không rơ. Rồi ra vô được nè. Đầu cứng đâu. Dặn vô thì hơi cứng, dặn ra thì ok, nó hơi sừng sượng anh em nha. Còn cây này thì nó kẹp cái gì mà em gỡ nó không ra luôn nè. À, ra nè. Nãy mình gỡ nó không ra ta. Hết ra luôn rồi. Này nó có một đường khóc gì đây anh em nha. Giờ gỡ hết ra luôn rồi. Bỏ ra thì xong giờ hết ra luôn rồi. Hai, 4, 5. Anh này là 6. Anh này là cái con đây với dẹp 7. Đây là cái kìm mỏ dịch 8. Gan anh em nha. Đây cái kìm 9. Này và xin lại anh em ha. Này 10. Này kéo 11. 12. 13. Này 250. 14. Này nó đo cái gì đó, có cái đồng hồ này nữa. 7 kính rồi anh em ơi. À. Này nó đo cái gì á? 15. Rồi cái này thì cây hàng của hit. Ok anh em nha. Con mẻ 6. Cái mũi con gì đây? 17. 18. 19. Cái búa 20. Cái này bóp kiểu gì á? Có thông số đây luôn anh em ơi. 20. Này 21. Mở lớp này thì ra vô bình thường nè. Hơi sượng sượng luôn em nha. Rồi xin lại nha. Cây này thì không có cây nãy rồi. Này dạng đa năng. Dạng khó. Đây cây mở lớp. Ở quên cây vít. Đây mở lớp nè.
và sơ sơi. Này size 350. Tổng cộng 14 em. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 rồi cái thùng nữa anh Lâm anh em ơi. Rồi tổng cộng nó là 25 món. 25 món. Rồi cái thùng này mã 427. Nó là 900k anh em nha. 427 900. Rồi 427 900. Con rút lõi này mà đây là hộp kim nó còn ok luôn nè, mẻ một răng nè, con này mẻ một răng. Này này cốt nó có mờ à. Này cái họng của nó là 16 anh em ơi, cái họng 16, cái này là cái họng 16. Rồi răng hợp kim ok luôn. Nghe con. Mẻ một cái ngay đây sao? Một cái ngay đây. À, đưa con, tôi bước em đi. Chưa. Mẻ một cái ngay đây. Cái họng này. Tôi ở tôi bước em, tôi để cho em. Xấu thôi anh em nha, họng này có xấu thôi. Này thì không có mũi con ở trong. Họng này họng 7. Hộp kim thì còn ok luôn. Rồi 428 300k 123 cục anh em ơi. 3 mũi con loại. Rồi 429 200k luôn cái họng này thì 8. Mẻ một răng đây anh em nha, mẻ một răng. Này mẻ một răng. Họng này 11. Này nó cũng mẻ một răng luôn. Mẹ cái ngay đây. Này 85. Rồi hộp kim con này thì ngay vô đây mẹ một cái miếng nè. Đều. Rồi 3 429 200k 3 cái. Rồi 430 400k. Mẻ một cái ngay đây anh em nha. Hai răng. Ba răng, cái này mẻ ba răng. Cái này họng. Họng 16. Này họng 16. Rồi con này hợp kim thì ok luôn. Này bị mẻ rồi anh em nha, mẻ một cái rồi. Rồi 300k 430 300 lô này luôn em nha, 430.
Rồi 431. Rồi hộp kia nó ok anh em nha, mẻ quá. Không, không có mẻ. Hộp kia vẫn còn. Hai này nhưng ngang nhau sao á? Hai anh ngang nhau. Mẻ một răng nè. Hai răng. Rồi. 431 hai cục này 300k anh em nha. 431 hai cục. Rồi mã cuối cùng. 432. Cái này thì nó là 400k. Rồi cái họng nó họng 16 anh em ơi. Anh này mẻ nhiều ta, mẻ 1-2-3 răng luôn. 4 răng, 5 răng, 6 răng, cái này mẻ nhiều mà anh em nha. Chỉnh lại. Cái này thì cái này nó bị cong cong thôi, hộp kim vẫn còn. Rồi cái này anh em giờ đắp hộp kim vô anh em nha, 432. Rồi 300k con này mẻ hơi nhiều anh em nha. Rồi cũng là mã cuối cùng luôn, 300. À, đây rồi, chiều hôm nay tối rồi, giờ này 5 giờ mấy, 6 giờ rồi, hơn 1 tiếng rồi. Em xin kết thúc video ở đây, coi như là hẹn anh em gặp lại anh em sáng ngày mai nha. Rồi xin chào tạm biệt anh em, chúc anh em tối nay may mắn nha.